Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả kênh Thám Tử Ẩn Danh 2, vô tình không hẹn mà gặp. Hôm nay tôi rất là vinh hạnh, vinh dự được gặp hai cao thủ võ lâm trong ngành tư pháp, đó là anh luật sư Bùi Văn Khang, rồi một cao thủ võ lâm trong ngành sử học, đó là giảng viên Hoàng Anh Khiêm. Họ là khách mời thường xuyên của chúng tôi lâu nay. Và hôm nay hai bác đã bớt chút một thời gian riêng tư để giao lưu cùng chúng tôi, chia sẻ về những cuộc sống rất là đời thường thôi, về văn chương, về thơ ca, về thời sự, về chính trị, về xã hội và mọi mặt của cuộc sống. Đó cũng là cái chủ đề mà chúng tôi mong muốn rằng có thể trong nay mai, về lâu về dài, một cái chương trình đơn giản nhưng xúc tích, đó là chương trình Cà phê sáng chủ nhật. Ở đó sẽ giao lưu, chia sẻ những điều mà mọi người cũng rất là quan tâm. Và hôm nay là buổi đầu tiên chúng tôi hẹn nhau ở khung giờ 8:30 sáng chủ nhật với chủ đề Cà phê sáng mỗi hôm chủ nhật. Vâng, hôm nay có lẽ là một buổi rất là dung dị đời thường nhưng chứa đựng rất là nhiều cái kỷ niệm buổi đầu tiên mà ba anh em chúng tôi gặp gỡ để chia sẻ. Trước hết là vấn đề về cuộc sống, sau đó là vấn đề thời sự chính trị xã hội như tôi đã giới thiệu. Và hôm nay không biết là giảng viên Hoàng Anh Khiêm sẽ tâm sự chia sẻ với chúng ta điều gì ở buổi đầu tiên gọi là chủ đề cà phê sáng ngày chủ nhật. Vâng, xin mời anh Hoàng Anh Khiêm có thể là chia sẻ một chút ạ. Hôm nay được giao tiếp với các bạn, nhất là nhà thơ thầy Cái quê hương ở trấn Sơn Nam, Nam Định. Thì tôi cũng nói thêm là để mà kết thêm với cái tình thâm giao đấy giữa chúng ta đấy, là ông bác tôi là Lê Văn Trương, trước đã làm ở tỉnh đội Nam Hà đấy. Vâng. Anh Khang ạ. Có ở Nam Hà là em không ở đấy mà ông Lê Văn Trương đó là ông ấy làm tỉnh đội trưởng đại tá, sau này là phó chủ tịch cái hội liên văn học nghệ thuật Hà Nam Ninh đấy. Cái hội Đàm Chu Văn còn ông Chu Văn còn biết cái buổi cái gì ngày lễ thánh đấy. Vâng. Tức là thế thì bác Trương thì em cũng cũng có biết đấy, bởi À, vì em cũng tham gia văn học nghệ thuật ông Nam con trai tức Định là ông anh tôi mà. đấy, là ông Mà Lê nếu Xuân Nam. em không nhầm ấy nhá, thì em vào ban có ban lần vào ban chấp hành thì anh Trương anh ấy làm trưởng ban kiểm tra, em còn làm À, phó. thế là anh Được Khang rồi. cũng một thời như thế là có chức có sắc đấy chứ nhà. Không thấy thì cái chuyện mình thì ở đâu thôi thì gọi là thế cái gì à ơi tí vậy thôi, ví dụ vậy. Nếu Thế là tính anh ông con của ông Trương đấy, tức là ông anh dạ ông họ tôi đấy, là sau này làm tổng cục trưởng tổng cục chính trị, tổng cục hành chính á, quên, bộ quốc phòng. Hồi đó mới là thiếu tá thôi nhưng mà sau này thì là đại tá nhưng mà ăn lương tướng. Vâng. Thế thì cái hồi mà sơ tán đấy, cái năm 67, 68, 69 là tôi sơ tán ra cái vùng Đồng Chim Trũng ở Hà Nam, Thanh Liêm đấy. Vâng. Thế thì làng tôi ở đây là làng Vực, rất nhiều cơ quan Vâng. là bệnh viện rồi là văn công đấy, rồi là bộ đội về đóng quân. Rồi đấy cũng là nơi trung chuyển để mà đi B. Cái thời hồi đó là tôi mới có 16, 17 tuổi thôi mà yêu rất sớm. Phải thú nhận là như vậy. Yêu sớm á. Yêu Vâng. sớm, tức là cái mối tình đầu của tôi là dành cho một cô văn công. Đấy. Mà bà này, bà chị này là hơn tôi khoảng 7-8 tuổi rồi đó. Tưởng tưởng mối tình đầu của anh phải là cô thiếu nữ, cô thôn nữ mới là cái điều thú vị, chứ còn một cô văn công mà hơn 7-8 tuổi đó là anh rất là biết điều và rất là chuẩn mực của thanh niên đồng bằng vùng Bắc Bộ đấy Cái hồi ạ. đó là mới lớn mà cái văn công phố về làng thì là vui lắm, là chủ yếu là các đoàn chèo thôi,
Nhưng mà Kim Liên đấy là một diễn viên chính, à vâng vâng chuyên vâng đóng vai nàng sấm rồi là Châu Long trong Lưu Bừng Tiếng Lễ. Vâng. Mà Kim Liên thì có cái giọng hát chèo đấy là tuyệt vời nhất, và có mái tóc dài là chấm gót chân. Và tất nhiên chính là xác à. Trong em mắt của tôi thì nàng rất đẹp, và tôi mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn, mặc dù là còn bé. Yêu bạn trời ơi, yêu trời ơi, rồi đúng yêu là phải thôi, bà đa tài lắm, tao đem thư của em rồi đấy. Cái nhà tôi ở là nhà dân, đi qua ngõ thôi đây là sang cái hẻm bên cạnh, cái nhà bên cạnh đấy, cái nhà tranh vách lá thôi, là hai cô văn công là Kim Liên với lại gì đó đóng Thị Mầu, một cô là Thị Kính, một cô là Thị Mầu ở chung một nhà. Thì đi ngang qua qua cửa nhà tôi đây là tôi ngắm, và tôi là cũng nhìn không chớp mắt, thế các nàng cũng hiểu, cũng gật đầu chào. Tức là nếu như mà so sánh các cái cô thôn nữ lúc bấy giờ nó có vẻ thuần khiết, nhưng nó lại không đậm đà bằng các cô văn công, có thể là không còn thuần khiết nhưng nó lại đầy đủ, để nó thể hiện đủ cái vai trò của cái là gì, nhìn nhìn tổng thể, mà hình như là các chàng thanh niên mới lớn lúc bấy giờ còn còn rất là ngưỡng mộ một cái mùi hương, tức là mùi nước hoa của các cô văn công nữa, mà các vị thanh niên mới lớn chưa từng được ngửi đến, có đúng không anh Kiêm? Đấy được khuyên chú lắm anh ạ. Hai nàng cũng để ý tôi chứ không phải không, bởi vì là tôi lúc là 18 tuổi mà học sinh mà. À vâng. Thế thì một hôm là tôi leo đến gốc sung đọc thơ, mà đọc cái bài thơ của thầy giáo dạy văn, hồi đó tôi học sinh giỏi văn toàn tỉnh mà đi thi toàn quốc mà, đọc cái bài thơ là Cuộc Chia Ly Màu Đỏ của Nguyễn Mỹ. À và lúc bây giờ một ông thầy giáo đấy dạy văn là cắt ra rồi đưa cho tôi, hồi đó là báo chí nó không có nhiều mà nhất là nơi sơ tán. Bài thơ của Mỹ làm tôi rất xúc động. Tôi đọc trên cây sung. Đến khi nhìn xuống cầu ao, thì thấy chị Kim Liên đang ngồi rửa chân mà khóc. Nước mắt rơi khi mà tôi đọc cái bài Cuộc Chia Ly Màu Đỏ của Mỹ. Thế tôi tụt xuống và hỏi vì sao chị khóc, nhưng mà chị không nói. Tôi đoán là chắc là người yêu hay liệt sĩ, người thân của chị đã hy sinh. Và chị xin tôi cái bài thơ này, tôi nắn nót chép vào cái sổ mà ngày xưa nó cái bìa cắt tông bìa cứng đấy. Và bài thơ này. Thế rồi sau đó là tôi làm cái đèn phòng không chắn sáng, thế rồi là có củ sắn củ khoai rồi đó là gói xôi là cũng phần chị. Đấy. Và mỗi lần chị đi biểu diễn đâu về đây là chị cũng mang cho tôi cái bánh bao và là một gói kẹo. Cái tình cảm là cái thế. Tuyệt vời đấy nhỉ. Cái đúng là mối tình đầu của anh dành dùm nó dùng gì mà rất là tuyệt vời đấy. Nếu như có thể hôm nay nhân câu chuyện này, nhân cái kỷ niệm này, hồi ức nó tràn về, anh có thể là chia sẻ cùng với lại anh em cái bài thơ mà anh đã làm cho chị Kim Liên nhỏ giọt lệ xuống cái ao bèo ở nơi quê anh cách đây mà hơn nửa thế kỷ rồi không nhỉ? Thì cũng ở cái ao đó thì là tôi leo lên gốc sung đấy, bây giờ tôi dòm sang bên kia bờ ao thì có một kiểu cầu ao là thường có mấy cô thôn nữ là hay tắm tiên đấy nhỉ. À thế ạ. Thế thì liệu liệu anh có thể là chụp cái bức ảnh cách đây hơn 50 năm bằng con mắt của anh và với anh truyền tải lại được hết thế hệ đi sau và nhất anh em mình là có nhìn thấy cái khung hình nào lọt vào trong tầm mắt để rồi sống cho đến bây giờ anh vẫn mang cái kỷ niệm đó được không ạ? Thôi nó nằm trong bài thơ đấy. Bài thơ này là bài thơ gọi là thương nhớ đồng chiêm và có tên là Hương Cỏ Mật. À vâng vâng vâng, em nghe nói cái câu nhà này tôi,
năm 2000 tôi viết cái bài viết cái truyện ngắn đăng trên Kiến Thức Ngày Nay số 336 đấy, là bài Hương Cỏ Mật đi thi. Thế thì Hương Cỏ Mật là nói về cái mối tình của tôi đối với làm điệu dân ca, đối với cái vùng quê đồng Chiêm Trũng nghèo khó gieo nao, và kỷ niệm cái mối tình đầu của tôi. Về sau là tôi mới hiểu ra là đây là mình chỉ yêu theo cảm tính, mà yêu sâu xa hơn là yêu cái làn điệu dân ca quê nhà đang dần mai một, rồi yêu cái vùng đồng Chiêm Trũng khó nghèo gieo neo gian khổ cái thời chiến tranh, nơi tiễn đưa những đoàn quân ra mặt trận. Thế thì chị Kim Liên là tôi cũng là ra mặt trận, và cái hôm chia tay đấy, cái đêm mà chia tay thì chị không nói gì cả, nhưng đi ngang qua tôi thì chị nói là Kim ơi, chiều nay nấu cho chị một cái nồi nước gội đầu. Và chị chỉ nói thế thôi. Chị quầy quả đi luôn, chắc là đi tập rồi là chuẩn bị cho buổi diễn. Thì đến chiều chị về thì đi ngang qua cái nồi bồ kết hương nhu các thứ, thì tôi tìm kiếm mà tôi nấu một nồi 30 rất to ở giữa sân đấy. Cô dụng ý là cho thị màu là gọi chung luôn. Thế chị bắt đầu là múc cái gáo lên rồi hít hà rồi bảo thơm quá, để thì chị kêu cả đoàn lên đây gọi đầu nhá. Tôi hoảng quá tôi chạy ra, tôi bảo cái này là dành cho chị thôi. Thế thì biết đâu rằng là đây là cái lần chia tay cuối cùng, và cái việc tôi làm cuối cùng đấy cho cái mối tình của mình. Thế là buổi chiều thì chị đi ngang và chị lại nói tóc còn ướt, chị bảo là hôm nay là đoàn biểu diễn bên làng Khớm, bên nhà hàng Khớm đấy, núi Khớm đấy. Thì anh Hề Gậy, anh Quân Hề Gậy đã có mời em đấy, em có đi được với chị không? Thế là tôi đồng ý ngay, nhưng mà rất là run vì đây là cái lần đầu tiên được đi cùng chị một cái quãng đường khoảng 2-3 cây số, mà đường làng đấy, mà lại trời nhá nhem rồi. Thế có được nắm tay không anh? À không không, lúc ấy là chưa có nắm tay. Câu chuyện hơi hồi hộp đấy nhỉ. Mình phải kể trước cái câu chuyện này một chút về cái mối tình mà đang diễn ra từ khi ào gốc thùng đấy, để chép bài thơ đấy. Này ông Khiêm ơi, khi nào tôi về ấy, tôi biết là về xong rồi thì lấy anh Tâm. Anh Tâm cũng ở tỉnh Đội á. Thế rồi rồi tôi lại học với lại con gái chị học thôi, khi mà học đại học luật tại chức ấy. Được rồi, hôm nào tôi về tôi bảo có một cái ông này ông ấy. Cái ông trèo gốc sung và ông tặng cái nồi bồ kết ông của hơn nửa thế kỷ trước. Chị Kim Liên ấy thì tôi nhớ là chị về hồi chùa thì chị ấy nhân ra bài thơ đêm nghe thời gian của tôi. Hay ông này thì cũng giỏi văn, mình hồi cũng đi thi văn. Vâng, như vậy là hôm nay là hai người giỏi văn của một thời học sinh đã gặp được nhau. Và đúng là cái hồn thơ ca, hồn thi sĩ nó không thể thoát ra khỏi cái con người của những người yêu văn được. Dù là làm nghề gì, nhưng cái hồn thi sĩ nó vẫn thế, nó vẫn thoát ra bên ngoài. Không văn thì thơ, không thơ thì cũng là điệu nhạc, có đúng anh Khiêm? Vâng. Thế thì cái mối tình của tôi đấy là nó ngày càng là sâu đậm. Thì mỗi lần là đi ngang qua là tôi đều ngắm hai nàng tú nữ, một nàng có mái tóc dài chấm gót chân, một nàng kia là thị màu cũng rất đẹp nhưng mà trẻ hơn, nhưng mà tôi lại mê cái bà Kim Liên mà có mái tóc dài gót chân đấy, mà hát chổ văn rất hay đấy. Thế thì có người đã nói rồi, dài đẹp tóc dài thương, tóc dài chi để vấn vương tơ lòng ông Khiêm. Thế
là tôi làm cho chị cái nón rơm này, bèn cái nón rơm cho chị, thế là làm cái đèn phòng không để chị đi đèn chắn sáng đấy, chống máy bay đấy, rồi cái gậy đấy, để chị đi tập buổi tối. Thế bù lại là chị cũng là dành cho tôi là những cái tình cảm rất là thân thiết, ví dụ như là những cái suất bồi dưỡng là chị mang về là cho tôi mà tôi không nhận. Suất bồi dưỡng có khi là chỉ gói xôi thôi, hay là mấy cái bánh nướng hoặc là gói kẹo, hồi đó là nghèo lắm. Thế thì một hôm là tôi đang câu cá ở ngoài đình đấy, câu cá rô đấy, thì hai chị Thị Kính và chị Thị Màu là mang cái rổ ra chỗ cây miễu đấy, đào rau má, à xin lỗi là tìm rau khúc về đổ xôi anh ạ, mùa đông là mà ăn xôi khúc thì là ngon lắm. Thế là tôi là chỉ dẫn cho chị chỗ nào là nhiều rau khúc nhất, rau khúc là cái lá nó bạc bạc mà nó mọc lúp xúp bên cái ruộng mạ đấy, về giã ra rồi là trộn với đậu xanh rồi là đổ xôi là rất là ngon, gọi là xôi khúc đấy. Thế là trong khi hai chị đang thì thầm chuyện trò với nhau, thỉnh thoảng lại cười nhìn tôi cười, thì tôi lén là hái một nắm quả mật để cho chị kia thì một 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 lọn, một chị thì màu một lọn và hai cái túi nhỏ. Cái quả mật ở Hình như chị Thục, thôn quê nó mình thơm trao lắm, đổi ra bà Thục. thơm nó tái tái thì là ngửi nó thơm mùi mật, là mật mía đấy, mùi mía nướng đấy, rất là ngọt, rất là thơm, hương đồng gió nội. Vâng, và nó thơm nhất khi mà nó hơi hơi khô tay tái này một chút, đúng không ạ? Lúc bấy giờ cái mùi hương nó Và mới chính đậm đà. vì cái bọn trẻ con chúng tôi ngày xưa là chơi cỏ gà với hái cỏ mật về để mà gửi người đó, rồi rang gạo nếp ra mà cắn chét đấy. Ở thôn quê là chỉ có thế thôi, hoặc là Vâng. nướng khoai nướng sắn. Tôi cũng thích là đi trộm mít rồi là rau đông dơm Đấy đó, còn chưa bắt gà bắt vịt của dân để mà bọc bùn này lại nướng có là tôi không 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 có làm đó, bọn bọn khác nó làm. Thế thì là bẵng đi một thời gian này, chị giao cho tôi cái nhiệm vụ là đun một nồi nước gọi đầu đấy, và như chúng ta đã biết là buổi tối hôm đó là biểu diễn ở bên làng khóm, tôi đi theo chị mà được ngồi ở ghế ghế đầu tiên. Thế đêm đó là không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng là tại sao mà là chị lại mời đi trịnh trọng như vậy, và tôi dự đoán là chắc là sắp có cuộc chia tay y như rằng. Thì cái đêm đó là đêm biểu diễn cuối cùng của cái huyện Thanh Liêm đó đấy, để mà đi vào chiến trường, cái đoàn sẽ nhận nhiệm vụ đi vào chiến trường đi bê đấy. Thế biểu diễn xong rồi mà tôi không biết là cái buổi hôm đó là diễn cái gì nữa, vở kịch à, vở chèo gì, chỉ nhớ là cái buổi kết thúc buổi đấy thì là chị hát chầu văn một cái bài về về chiến tranh, về chia ly, và tôi nó phải bật khóc. Thế là sau đó là buổi biểu diễn là chị xuống và chị dắt tôi ra cửa và nói rằng là chị được ưu tiên về sớm đấy, em đi về với chị nhá, chị sợ ma lắm. Đây là cái cớ thôi. Thế là hai chị em đi ra thì là đường vắng tanh vắng ngắt vì là chưa chưa ai ra mà chưa ai về mà. Thì đi đi ngang cái cây chuối ếch nhái này cơ, hoành hoang mà nó rùng rợn lắm, mà cây chuối là nghe đồn là có ma nữa. Thế là chị tụt guốc ra thì tuột dép ra đấy, chạy theo tôi hổn hển nói là chờ chờ chị với. Thì đi ngang cây chuối là tôi cũng sợ, thế hai chị em cái nấp vào nhau, lần đầu tiên được tiếp xúc với lại bàn tay phụ nữ, thế rồi là hơi ấm nồng nàn này,
làm tôi ra là run hết cả người. Vâng, thế thì em hỏi ngang một chút, thế thì chị ấy cởi cởi dép có còn cởi gì không anh? Không không không, Vâng. tức là chỉ lát cho tôi thôi đấy, Em hồi còn bên hộp tranh. tưởng là cởi thêm cái gì nữa. Đúng rồi, tốt quá. Bên cạnh chị thì tôi bỗng ra là thảng thốt khi thấy ra cái mùi hương của cái túi quả mật nó ngào thế là tôi xúc động, tôi hiểu rằng là chị đã lưu giữ cái nắm quả trẻ con này của tôi đấy như một kỷ vật và đó là dấu hiệu của tình yêu. Thế tôi thấy là chị nắm tay tôi chặt hơn. Thì đi ngang cây dưới là chị mới buông ra, về về đến nhà thì lúc chia tay đấy thì chị cho tôi một cái bánh đào nóng hổi và một cái quạt làng vác. Quạt làng vác là cái quạt là tre làng vác đấy, quạt múa chèo đấy, và tặng tôi làm kỷ niệm. Và khi tôi giơ tay ra nhận thì thấy một giọt nước mắt nóng hổi của chị rơi xuống bàn tay của mình. Thế rồi chị chạy vội về nhà của mình. Còn tôi suốt đêm đó không ngủ, nhìn sang ô cửa của chị. Đến lúc mà chị tắt đèn thì thôi. Thế đến sáng thì là tôi đi học như bình thường. 5 giờ sáng là phải dậy đi học, mà lội bộ tới là tới 8 cây số cơ mà. Xuống cái làng nghè núi đất ạ. Thế trưa về đấy là tôi bụng đói đấy. Nhưng mà cũng lội xuống cái ao sen đấy, là hái mấy bông sen về tặng chị. Đấy là cái kỷ niệm tình yêu đấy, đáp lại cái quạt làng vác hôm qua. Thì tôi chạy sang cái nhà dân, nhà anh Hàn anh Hộ gì đó bên bên cạnh. Thì anh nói là chị đi rồi. Thế rồi là chị có gửi lại cho em bức thư này. Thế tôi mở mở thư ra đọc thì chị mới biết là vì cái điều kiện giữ bí mật cho nên là chị không nói trước với em về cuộc chia tay này. Cho nên chị gửi lại cho em cái gậy cũng như là cái nón rơm, cái đèn phòng không chăn sáng. Em giữ giùm cho chị làm kỷ niệm. Còn chị đã có nón sắt và gậy hành quân mưa nắng rồi. Thế tôi chạy ngay ra cầu ao tôi khóc, buông bỏ luôn mấy cái bông sen xuống ao và khóc như là chưa bao giờ được khóc, vì thương quá, thương chị quá, vì cái mất mát quá lớn với tôi. Đất dưới chân như sụt xuống và tiếng gà chưa eo óc gáy làm cho tôi là càng thêm thấy cô đơn, thấy trống vắng và thấy buồn vô hạn. Và tôi đã viết cái bài thơ gọi là Hương Cỏ Mật anh ạ. Vâng, có lẽ là cái câu chuyện cũng rất là cuốn hút, đầy xúc cảm, và có lẽ là nó vô cùng tinh khiết ở cái chỗ là chưa để lại cái gì nó sâu sắc, nhưng đã để lại hai lần anh rớt 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 giọt nước mắt của cái tuổi mới lớn, và chị ấy cũng đã vì anh mà hai lần buông giọt lệ, vô cùng cảm động. Vâng, và có lẽ bây giờ mọi người đang muốn nghe anh đọc cái bài thơ mà Hương Cỏ Mật anh đã bắt đầu giới thiệu và chia sẻ. Có lẽ cũng rất là cuốn hút, đúng không Và ạ? hương Vâng. cỏ mật. Những chiều đông hoa cải rực sắc vàng, làng sơ tán ven đê bến đò ngang sông Đài. Sao xuyến những đoàn quân tiếng trống chèo năm ấy, ai có nhớ tìm về đồng chiêm trũng reo neo. Họa tiết cổ cổng làng, nét họa tiết nghề thêu, thôn nữ ngả thả ngược trần tắm mưa chiều ao vắng. Gốc sung ngả la đà, giấc mơ vừa chợt nặng. Giọt nước mắt chiến tranh cuộc chia ly màu đỏ, tự nhiên quên rồi nhỉ.
Tôi đang tìm cái bài thơ nào mà Ý anh đọc hết rồi bài thơ đi, tôi cũng đọc bài thơ của tôi. Một bà một bây giờ bò. anh đọc bài thơ anh trước đi, sau đó mình nối lại đúng không? À vâng, nếu nếu thế thì anh Khang chia sẻ cái bài thơ mà anh đã từng tâm huyết. Cái quan trọng nhất là nó thể hiện cái hồn thơ mà anh chưa kịp chia sẻ với nhiều người. Vâng, nay nay là cái chủ đề đầu tiên giao lưu, anh cũng cũng chia sẻ xem. Vâng. Bây giờ tôi cũng nhớ là nó lõm bõm thôi, nhưng mà nó cũng có, tôi cũng kể có mối tình có một cô bạn cùng học cùng lớp với tôi, cùng đi thăng thi văn miền Bắc ấy, như viết tỉnh đấy. Thế là hai người thì ở gần nhà nhau thì cũng cũng anh ấy, nhưng cái gì nó đến, nhưng mà lúc bây giờ cái tay chả dám cầm. Nhưng mà tôi nhớ một cái kỷ niệm trước khi tôi đi bộ đội thì cả cái đoàn học sinh đi chơi với nhau thì nó cứ gắn ghép. Sau đó thì là đúng là tôi ngửi cái được cái hương người con gái, là hôm ấy là chính là cô bạn tôi tên là Phượng. Thế là cô ấy, mà lúc bây giờ khó có xe đạp lắm, nhà cô ấy giàu giàu mới có cái xe đạp. Thế là tôi đi ké thì coi như là ngồi đằng sau, đúng là tóc tóc dài rồi, đúng như là tóc dài của chị Liên. Sau đó thì là tôi với lúc bây giờ là mạnh dạn lắm, là bên này lấy cái tóc dài tự nhiên nó bay thì quấn vào cổ mình, với ngửi thấy cái hương của cái qua cái tóc ấy. Thế cho nên là cứ đến tóc dài là mình cứ 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 cứ, cứ tự nhiên nó cứ bột phát ra nhớ những câu thơ như vừa nãy chẳng hạn, ví dụ thế. À vâng. Nhưng Thế em là hỏi đấy. thật anh Khang là trong những cái lúc như thế, anh gọi là vơ cái ngọn tóc dài của chị ấy đằng trước thôi, chứ có để cho chị biết hay là chỉ là vơ trộm rồi là ngắm nghía rồi là thưởng thức cái mùi hương nó phảng phất vậy thôi ạ? À? Rồi mình đi bộ Vâng. đội mà nhau thấy biết là như vậy, nhưng không bao giờ gọi là anh này biết gì cả. Nhưng mà mình phải coi như là mình khi mà hắn đi lấy chồng xong rồi mình đi bộ đội về ấy, thì coi như mình sẽ biết thế nào là thất tình, thì mình coi như mình chết rồi, coi như là cái mối tình nó chết rồi. Nên bây giờ mình có thể là nhớ thế nào thì đọc thế nhá, đọc trước Vâng vâng vâng. anh kia. Tuổi thơ hai đứa học cùng, chúng mình chung lối cùng chung lối về, con đường xanh lũy che quê, mũ rơm túi thuốc mải mê học hành, nào đâu ai dám gọi anh, bạn bè gán ghép bỗng thành ngượng nhau. Tháng năm dệt mối, anh đi bộ đội dãi dầu gió sương, em vui học tập ở trường, thời sinh viên hóa yêu thương đợi chờ. Cái gì đấy nhỉ, xong rồi là cái gì đấy? Nó đợi chờ, viên hóa yêu thương đợi chờ, cái gì đấy, đâu ai dám gọi anh, bạn bè gán ghép bỗng thành ngượng nhau. Rồi thì nó đã sâu sắc lắm rồi. Xong rồi bắt đầu là người anh đi bộ đội dãi dầu gió sương, còn em vui học tập ở trường, thời sinh viên hóa yêu thương đợi chờ, 9 năm em đợi mơ, mà bạn bè cái gì đấy nó đi lấy chồng hết mà em vẫn chờ chờ, xong chờ đến lúc là coi như em đi lấy chồng mất rồi. Thế là chết. Được rồi, tôi sẽ đọc bài này sau, sau này Vâng tôi vâng vâng cái tức chia là sẻ nó cho mối ở tình. cái thời khắc mà như trong câu ca dân ca, nhất là ở Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An đấy chẳng hạn, tức là thuyền đây đò đây thì đò phải sang sông, đúng không? Cái chuyện đó nữa là chuyện đời thường thôi, nhưng cái hy sinh, cái mất mát của mỗi người thanh niên lúc bấy giờ đi vào chiến trường không hẹn ngày về, nó là một cái phong trào và là tất cả, mà chỉ có lúc bấy giờ nó mới chứa đựng được cái gọi là cái lý tưởng, cái hy sinh mà nó đưa lên cái tầm cao cả. Còn nếu mà so sánh với bây giờ, chắc cái điều ấy nó xa vời vợi, cái lý tưởng ấy nó không còn nhiều, nếu mà nói không phải là tất cả. Và cũng là cái câu chuyện hôm nay chưa chưa có cái thời gian để anh Hoàng Anh Khiêm nhớ lại bài thơ, nhưng cũng lại là cái chủ đề hôm nọ là giao lưu với anh, mọi người đang xôn xao bàn tán và muốn được một chút sâu lắng hơn, nghe lại cái đoạn được gọi là Mị Nương và Trọng Thủy.
đối với cái câu chuyện của nỏ thần vô tình trao tay giặc và cái văn hóa được cho là cái văn hóa đảo chính mà lại liên quan đến những ngày vừa rồi, những tuần vừa rồi rất là nóng bỏng, lại là câu chuyện của bu cục cầu voi, lại là câu chuyện của tại sao Bộ Quốc phòng lại vào cuộc, tại sao dân tình lại phải xôn xao và tại sao nó lại rơi vào giữa cái mùa dịch Covid. Nó hàng ngàn sự kiện, hàng chục sự kiện khác nhau, nhưng nếu như ai tinh tường để ý thì thấy tất cả các sự kiện ấy nó gần như là một cái chuỗi, nó sát sạt với nhau, nó liền kề với nhau và nó sâu chuỗi lại thành cả một cái sự kiện có một cái chủ đề cụ thể chứ không ngẫu nhiên mà nó sinh ra. Không biết là cái quan điểm câu hỏi này với anh Hoàng Anh Khiêm là người nghiên cứu về lịch sử, là nhà nghiên cứu khoa học về khoa học và xã hội, anh đánh giá thế nào như câu chuyện mà hôm nọ giao lưu với anh là văn hóa vùng miền liên quan mật thiết đến vấn đề đảo chính. Vâng, văn hóa vùng miền đảo chính và những con người sinh ra lớn lên ở vùng rừng xác, vùng bưng biển và cái vùng được cho là phía nam của Tổ quốc. Anh có thể chia sẻ cùng mọi người của cái buổi cà phê sáng hôm nay được không ạ? Vâng, anh gài bẫy thôi đấy. À dạ không luôn ạ, à, không dám nữa. Không dám mà. Tôi đang cố né tránh nhưng mà thực ra là tôi đang nêu vấn đề đó. Là ba điều kiện của tình yêu đích thực anh ạ. À dạ vâng, bởi vì nó liên quan đến là cái bài thơ Hương Cỏ Mật cũng là đề tài của chiến tranh, đề tài của chia ly, đề tài của xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Vâng, và cái tình yêu của anh buổi ban đầu, buổi thanh niên mới lớn đã gửi trọn cái tình yêu ấy cho chị Văn Công, đem cái hồn cốt của anh dọc tuyến Trường Sơn đi vào phía Nam không hẹn ngày về. Và đó cũng là cái chủ đề mà anh đã trở thành nhà thơ, đã trở thành nhà nghiên cứu lịch sử, đã trở thành cái giảng viên hiện nay. Và em nghĩ rằng đó cũng là một cái chuỗi sự kiện xuyên suốt quá trình và nó đẩy cái neuron thần kinh của anh phải lên ở cao trào và rất là nhiều cao trào, và để lại cho đời, để lại cho nhiều thế hệ những cái áng thơ, những bài văn có thể được cho là bất hủ, mặc dù chưa đưa nhiều vào sách vở nhà trường phổ thông, nhưng có lẽ rất nhiều thế hệ sinh viên của anh đã được thưởng thức và đã được anh chia sẻ. Và cũng là cái chủ đề cà phê sáng hôm nay đã vô tình gặp gỡ và nói về chủ đề của bài thơ, anh đã để lại ít nhất em nghe là có 4 giọt nước mắt của anh, 2 giọt rơi xuống ở cầu ao, và của chị Văn Công cũng đã 2 lần để lại cái giọt nước mắt nồng nàn ấy và chị ấy đi vào không lời hẹn. Vâng, rất là cảm động và rất là xúc tích đấy ạ. Vâng, và tất nhiên liên quan đến chủ đề mà được gọi là tất cả người bộ đội ở miền Bắc, tất cả là gì, xẻ dọc Trường Sơn đi vào phương Nam không hẹn ngày về. Vâng, vẫn là cái câu chuyện ấy, anh không phải cài bẫy, anh có thể chia sẻ được không ạ? Vâng, xin mời anh. Anh bình luận rất là lâm ly đấy. Và chúng ta cũng nghe là đấy. Ngày ở chỗ là giọt nước mắt chiến tranh của chi ly màu đỏ. Dạ vâng. Mỹ đấy. Tôi xin đọc lại cái bài thơ này. À dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Trích Thương Nhớ Đồng Chiêm, Hương Cỏ Mật, Tưởng Nhớ Nguyễn Mỹ. Những chiều đông hoa cải rực sắc vàng, làng sơ tán ven đê, biến đò ngang sông Đại. Sao xuyến những đoàn quân, tiếng trống chèo năm ấy, ai có nhớ tìm về đồng chiêm trũng reo neo. Phù điêu cổ cổng làng, nét họa tiết nghề theo, thôn nữ thả ngược trần, tắm mưa chiều ao vặn. Sen trắng nở mơ màng, giấc trưa vừa nhạt nặng, gốc sung ngả la đà, lơi là phút mộng mơ. Vừa học trò nắn nót những vần thơ, giọt nước mắt chiến tranh cuộc chia ly màu đỏ, phơi phới tuổi thanh xuân mơ sắc cờ rực rỡ. Văn Công phố về làng, vui chống hội tòng quân. Mùa xếp ải vụ chiêm, hoa mận trắng đầu xuân, sương ruộng mạ, ngái bùn chân giả bộ. Nắm cỏ mật, lén tặng ai kịp lúc, thị kính rủ thị màu, tìm rau khúc đồ xôi. Khúc chèo trái hê thường, giai điệu cổ buông lơi, nước mắt mặn bờ môi, say nỗi buồn liền trị.
day dứt tiếng đàn tranh điệu trầu vắn ngày lễ, xa xót mẹ quê nghèo hay liệt sĩ người yêu. Kỷ vật cũ quê mùa, vùng nước lọ cơm niêu, mo cơm nếp đèn phòng không chắn sáng, chiếc nón rơm gậy hành quân mưa nắng. Chị có giữ bên mình túi cỏ mật trẻ con. Cảnh cũ người xưa chưa kịp biết nụ hôn, đêm giã biệt nhớ vòng tay ghì xiết, suối tóc thả trễ tràng thoảng hương nhu bổ kết. Chợt ngây ngất sững sờ hương cỏ mật tỏa hương. Hết bài thơ đấy. Vâng, ý nghĩa sâu lắng và để lại không những là một người mà hàng triệu người. Vâng, chia sẻ với anh và đã để lại cái giọt nước mắt. Vâng, tôi đang cảm nhận rằng anh lại tiếp tục để lại giọt nước mắt của một cái thời thơ ấu, của cái kỷ niệm hơn nửa thế kỷ có lẽ không bao giờ phai nhòa. Và chỉ có những ai đã từng hy sinh, những từng mất mát và đã từng cầm chiếc gậy Trường Sơn, xẻ dọc Trường Sơn cái thời kỳ mà chiến tranh đi vào phương Nam giải phóng đất nước, mới có được cái cảm nhận, mới có được cái chia sẻ và mới thấy rằng, như nhiều người vẫn nói, không nhảy qua chảo lửa, không nhảy vào vạc dầu thì làm sao có thể thấy rằng Thượng Đế là có thật. Vâng, chia sẻ với anh điều này. Và đó cũng là cái thông điệp gửi lại thế hệ, gửi lại hậu thế, những điều không thể mất. Vâng, rất là cảm ơn anh đã có cái buổi giao lưu chia sẻ về một cái bài thơ thở mới lớn. Vâng, và đó cũng là cái tiền đề để cho anh hôm nay đứng trên bục giảng, đứng trên đỉnh cao của người làm khoa học, nhất là lại là khoa học về lịch sử. Rất là cảm ơn anh. Vâng, và không biết là anh Khang, anh có những cái kỷ niệm nào cũng là một thời chiến tranh, một thời khói lửa, một thời bom đạn, và dẫn dắt anh từ một sinh viên khoa văn để trở thành một luật sư, và đến bây giờ anh vẫn nhớ những cái bài thơ mà mặc dù là bập bõm thôi nhưng nó chứa đựng đầy các cái khoảnh khắc của sự hy sinh. Và anh có thể chia sẻ được không ạ? Thế này, tức là mình cũng đang rất là cảm xúc với lại cái bài thơ anh Kiêm vừa đọc. Và bây giờ thì mình vỡ câu chuyện ra là nếu như anh Kiêm anh ấy gửi cái bài thơ lại cho mình và mình lại biết cả chị Liên. Và chị Liên ấy thì là chị cũng đã ngâm thơ cho mình ở chùa và cũng đã được quay phim. Thế rồi chị này, con chị này học cùng với mình, mà chị ấy, nếu mà trong cái hội văn học nghệ thuật thì chị cũng ở bộ môn nghệ thuật, thì mình ở bộ môn thơ thì cũng có gặp nhau nhiều. Và hôm nay nếu như mà mình được thấy được rõ, mình đọc, anh đọc bài thơ, mình thấy là có hình bóng dáng chị ở trong đấy. Thế thì mình sẽ bình cái bài thơ này trong những cái bình thơ, những bài thơ yêu để mình có thể là sẽ gửi đi. Và đồng thời nếu như lại mình về Nam Định mà lại gặp lại chị Bích Liên và lại có khi lại gặp nó này, thì tất cả nó có thể làm những cái nó như là cái đại diện cho cái tình yêu một thuở ấy. Nó trong veo như vậy, nó trân trọng nhau như vậy, và nó giữ gìn cho nhau như vậy, và đồng thời nữa là nó không biết gì để mà nói cả lại tình yêu trong cái chiến tranh. Như mình vừa đọc vừa lại thì mình thì cũng phải đi bộ đội, giữa chừng lớp 9 là mình phải đi bộ đội rồi, chứ chưa không được vào trong trường đại học nữa. Mặc dù là học rất giỏi nhưng mà lúc đó gia đình nào cũng phải có một người đi. Thì mình, gia đình mình là mình coi như ông bố bảo thôi với con đi. Thế là mình không ra đi. Thế thì cũng là 10 năm đi biển Việt, xong rồi câu chuyện như nó như thế. Và chính vì cái câu chuyện của mình nó cũng dài lắm, và đồng thời mình lúc đó mà khi mà cô bạn đi lấy chồng rồi thì mình mới biết là khi mình về phép nó hụt hẫng như thế nào, và mới cảm thấy mình gọi là thất tình là thế nào. Lúc nào mình sẽ kể cái câu chuyện như sau đấy. Thì tất cả những cái này nó đều cho chúng ta thấy là một cái thời đẹp lắm, đói nhưng mà tình người nó vô cùng cao thượng và đẹp đẽ, nó không phải tràn như bây giờ. Bây giờ mình cảm thấy là hình như nó càng giàu thì những cái đó nó hình như nó càng mất đi, phải không anh? Đấy là một vâng. Cái mình đau xót nhất. Và cái rõ ràng là qua câu chuyện của hai anh,
Em thấy một cái điều nó quan trọng nhất là lớp trẻ bây giờ người ta nói nhiều về chủ đề tình yêu nhưng lại gửi vào đó nào là lừa đảo, nào là vụ lợi, nào là nhục dục, nào là những cái mà người ta phải sờ thấy, nhìn thấy, nắn thấy và cảm nhận được. Nhưng có lẽ như thế sẽ là sai lầm nếu như không có những cái thông điệp của thế hệ đi trước. Ví dụ cái tình yêu non trẻ thời mới lớn cỡ như anh Khiêm và rất là nhiều thế hệ cha anh, rất là nhiều thế hệ đi trước, ta phải thấy rằng và hoàn toàn tin là tình yêu là có thật, và cái tình yêu nó là sức mạnh, nó là hồn cốt của dân tộc và của mỗi người, nếu như yêu thực sự, và đồng thời xem đó như là một cái tiêu chí để đặt ra cái giá trị của cuộc sống, thì hãy tin và hãy tin rằng tình yêu luôn luôn là sự trong sáng và luôn luôn là sự chân chất. Chứ không phải ở đó là cứ phải 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 A B C D mới là tình yêu. Và có lẽ là cái thông điệp từ bài thơ của anh Khiêm, câu chuyện của anh Khiêm cũng để lại rất là nhiều dấu ấn, và nó là cái bài học không thể là không được truyền tải, và rõ ràng nó là cái thông điệp luôn luôn cần phải được là nhân lên. Có đúng không anh Khiêm? Vâng, Vâng. tôi cũng xin nói về cái chủ đề sáng tác đấy của tôi với anh Thái Thăng Long. Không hiểu từ lúc nào nó chuyển từ thơ trữ tình sang thơ thế sự anh ạ. À dạ vâng. Cho nên để chuyển đổi cái không khí đấy và nhớ lại cái mối tình Mỹ Châu Trọng Thủy cũng như là cái chủ quyền an nguy của dân tộc Vâng. ở Biển Đông đấy, thì tôi đọc cái bài thơ thứ hai về nỗi nhớ của tôi đối với lại Lê Anh Xuân. Dạ vâng, mời anh ạ. Nhớ Lê Anh Xuân, nửa thế kỷ qua rồi, anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất, đồng đội anh bán đất mở sân gôn và sẽ mở thêm Vân Phong Bắc Đặc khu cùng Vân Đồn Phú Quốc, chỉ cho thuê và thề không bán nữa, tàu giữ hộ chủ quyền để kiểm soát biển Đông. Án ngữ tiền đồn ngăn đế quốc càn ngông, gieo dân chủ tự do với văn minh công nghệ. Hạm đội 7 vẫn trực chờ kiểm soát biển Đông. Phú Quốc mãi cách rời bởi đập chắn Mê Công. Một căn cứ hải quân xiết vành đai thương mại. Toàn cõi Đông Dương kết liền Đông Nam Á. Việt Nam thoát kiếp nghèo, tiếc gì nghề đánh cá. Ngư phủ Việt Nam sẽ xuất cảnh Nam Hàn tìm hậu duệ Lý Trần, tìm hậu duệ Lý Triều ngàn năm trước, nối gót cha ông đời nối đời tiếp bước, mơ tưởng đến ngàn năm khách nô lệ tàu phủ, quên bản sắc quê hương, quên giống nòi mất nước, khúc quân hành năm xưa những bài ca giữ đất, quay mũi súng cừu thù chĩa lại, chĩa vào chính cha ông. Và máu nông dân sẽ nhuộm ánh cầu vồng và tia chớp mãi ngoằn ngoèo hình chữ S. Những người lính anh hùng quyết không hề sợ chết, chẳng xá gì cảnh nâng mất nhà tan. Sài Gòn ngày 20 tháng 6 năm 1918. Và dựa vào cái bài Giáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân cũng viết năm 68, tức là cách đúng khoảng là 60 năm phải không ạ? Vâng. Và cái bài thơ của anh nó cũng gần như là một cái thông điệp cảnh tỉnh, không phải là một thế hệ mà rất là nhiều thế hệ. Chẳng ai dễ gì mà để yên cho cái bờ cõi của mình để cho nước ngoài người ta thao túng. Nhưng cái quan trọng nhất là cái mục đích sâu xa hàng trăm năm sau, hàng ngàn năm sau, người ta muốn cái gì mới là cái điều chúng ta cần phải đặt ra các cái điều kiện để đánh giá. Còn nếu như chỉ nhìn ở một năm, vài năm thì thấy rằng chúng ta chưa có điều kiện để đầu tư, để mở mang, để làm nên cái hòn ngọc thứ ba, thứ tư, thứ năm
và thấy đang còn là một cái vùng đất thô sơ. Khi người ta đặt ra vấn đề là sau một năm chúng tôi sẽ đưa cái nơi này thành đảo quốc, sau hai năm sẽ thành là cái casino vĩ đại nhất thế giới, sau ba năm người dân sẽ có thu nhập hàng mấy nghìn đô một tháng, sau năm năm là cái khu vực này sẽ trở thành công dân toàn cầu. Vâng, chỉ cần nghe lời hứa, chỉ cần nghe nó thổi vào cái niềm tin trong một vài năm, nhưng sau 10 năm chúng ta mất chủ quyền, sau 100 năm sẽ không còn là đất của chúng ta, và chắc chắn sau vài trăm năm chúng ta sẽ biến thành một cái huyện, một cái lỵ, một cái tỉnh. Vâng, đó là cái thông điệp, và có lẽ cũng không hề là muộn màng khi chúng ta ý thức được điều này ở các cái câu chuyện. Lại nhắc đến cái câu chuyện của Mỹ Châu và Trọng Thủy, vâng, nỏ thần trót trao tay giặc. Vâng, và đó cũng là cái câu chuyện mà liên quan đến cái buổi đàm đạo hôm nay. Ngoài những bài thơ, ngoài câu chuyện tình thuở mới lớn, nhưng nó lại gắn liền với cái bước hành quân của cả dân tộc. Đến hôm nay, đất nước mặc dù hòa bình nhưng vẫn chưa bình yên. Và cuộc chia ly mùa hạ có lẽ của anh Khiêm vẫn đang còn phất phơ ở đâu đó. Những cái dáng bóng của những cuộc chia ly tiếp theo nếu như chúng ta lại không tiếp tục cảnh giác, đúng không anh? Vâng, tôi xin nối tiếp cái mặt thơ đấy. Mặt thơ thế sự đấy, dẫn dắt đến cái chương trình của chúng ta đấy, cái nội dung của chúng ta quan tâm đấy. Đó là cái bài thơ Bỏ biên chế, gõ đầu trẻ. Mà tặng cô giáo Cẩm Thu của tôi, là năm học mới khai giảng rồi. À, dạ vâng. Online các thứ đang lung tung hết cả, các cháu đang nháo nhác, cái chuyện là học online như thế nào. Thì tôi viết bài thơ Bỏ biên chế như thế này. Thân tặng Cẩm Thu. Cô giáo toán bạn tôi vừa nhạo cười ha hả, giải cứu lợn hơi cùng bỏ đói giáo viên. Nghe chua xót tựa chuyên cười bất tuyệt, bởi lợn với thầy cô vốn nặng nghĩa cơ cầu. Cười đã rồi bỗng chợt thấy bụng đau, thầy cô xử giáo dục công dân hỡi ôi đành chết đói. Bởi bản án vừa tuyên lịch sử chuyên lừa rồi, chính trị công dân soạn văn điếu giáo điều, mua tước bán quan lộn tùng phèo quà biếu, lý luận cũng sương sùng đành bán nước cầu an. Làng xóm đất mất dần, gửi trai trắng tòng quân ra hải đảo biên cương với lệnh không nổ súng. Mặc vòng trắng khọc ma, gạc ma sáu tư anh gục xuống khắp giải biên cương, không hương khói vạn người. Yêu tổ quốc sao cấm cản ngậm cười, thần phục lũ ba tàu, ghế lậm tanh mùi mọ. Thầy cô toán thống kê giải phương trình nợ xấu, môn địa lý hóa sinh đành tế lễ đánh thần. Formosa thải độc mới đôi lần, biển đã chết trăm năm, rừng chưa gan đợi lũ. Triết học duy tâm vốn ngựa quen đường cũ, giai điệu tự hào phảng phất một niềm đau. Chua xót ngậm ngùi, tiếc nuối chẳng vì đâu, thôi cứ mặc cõi tâm linh hóa giải. Thơ thần văn chương gỗ mà vàng mùa hoa cải, bầy cừu vẫn âm thầm giữa từng miếng cỏ khô. Ai chết ai tung hô ai giá lạnh ơ hờ, bè lũ quan tham thích chiêu trò hạ bệ. Ma kê nô mà đói lo nó mặc kệ, hạt bo bo ninh cữ ninh kỹ vẫn chưa nhường. Và khi cháy nhà thì đừng sợ. Đừng sợ cháy nhà, bởi cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Lúc nhúc bầy quan tham chui rúc từng lỗ cột, bục quét gian tham giả đốt lò bán nước. Bàn tay nắm bàn tay chúng ta đừng chùn bước, cái chết chẳng là gì khi vận nước nguy nan. Đói khổ cũng chẳng nề khi nâng bất nhà tan. Và nay lại thêm cái nạn là dịch Covid nữa. Hãy diệt chuột, nhóm lò, thêm củi lửa. Khi cái lọ lục bình đã từ lâu rạn vỡ, lửa đã cháy và máu đã đổ, biên giới đảo xa đau đớn đất quê nhà. Cả ba miền dòng máu nóng sục sôi, rơi nước mắt nạn cướp nhà, cướp đất. Binh lính côn đồ giết hại chính cha ông. Chết oan uổng đảo chìm, xương phơi rừng biên giới. Rừng cũng cháy, vẫn gồng mình đợi lũ rửa trôi tầng chất độc giết người. Rằng giặc lũ miền Trung đã trở thành đất chết,
đưa lịch sử quay về thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Rừng chồi sẽ nảy mầm, sẽ xanh lại màu xanh. Âm thanh của núi rừng sẽ rộn ràng chim hót. Quây bùa quân thù vùi chúng dưới hầm trông. Phù sa cũng chẳng còn khô cạn những dòng sông. Đầu độc cả miền Tây những cánh đồng ngập mặn. Nước mắt tuôn rơi thêm những mùi bụi khói, hủy hoại cả môi trường, chất thải rắn khai quang. Tầm độc từ miếng ăn bóp nghẹt từng hơi thở. Chủ phú miệt vườn chết mòn trong đói khổ. Tôm cá cũng ngậm ngùi chôn xác thối thành phần. An ninh mạng bạo hành che tội ác ngu dân, hủy diệt hết, giết tâm hồn dân Việt. Hán hóa chưa viết hết trả thơ đi học. Vì tổ quốc chúng ta đừng sợ chết, dòng máu lạc hồng đâu dễ chịu diệt vong. Vâng, bài thơ cũng đầy ý nghĩa. Nó rất là đời thường, nhưng xét ở mặt nào đó, từ câu chuyện bất ngờ không hẹn trước ở một cái buổi cà phê sáng chủ nhật, rồi lại đến cái câu chuyện tình yêu thời kỳ chiến tranh, và ta nhớ đến là cái mối đe dọa ngoại hóa khi hòa bình đã đi qua gần nửa thế kỷ. Nhưng bài thơ của anh đã động lại, đã chia sẻ, gửi lại cho nhiều người cái sự trăn trở, băn khoăn, và bắt buộc mỗi chúng ta lại phải không được phép thờ ơ với thời cuộc, và nên chăng trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân cần lắm sự quan tâm đến vấn đề vận mệnh của quốc gia, vận mệnh đất nước, cho nên cần lắm sự lên tiếng ở bất kỳ hoàn cảnh nào khi đất nước lâm nguy, và đó cũng là cái điều kiện để ta nối vòng tay lớn. Vâng, thế thì thời lượng của chương trình mỗi một buổi ta giới hạn ở một tiếng đồng hồ, và qua những bài thơ của anh Khiêm, qua cái bài thơ Giang còn giang dở của anh Khang, thế thì hẹn còn rất là nhiều buổi sau nữa. Và để kết thúc chương trình, xin mời anh Khang chia sẻ một chút ngắn về cái nguyện vọng cũng như cái mong muốn để cái chương trình gặp gỡ của ba anh em mỗi buổi sáng chủ nhật, mỗi một tuần một lần sẽ có ý nghĩa như thế nào nếu như chúng ta duy trì được. Vâng, xin mời anh Khang ạ. Vâng, xin tôi thì có một cái đôi ý kiến nhỏ như này thôi. Tức là chúng ta cà phê sáng chúng ta đề cập những cái vấn đề nó rất là văn hóa nghệ thuật, và đồng thời nữa là nó rất là thực tế, khách quan, và cũng là nó xuất phát từ trái tim yêu tổ quốc, yêu quê hương và yêu tất cả những cái gì mình đã và đồng đội đã hy sinh đi, và mình có mất mát một chút ở trong đó để mà giữ lại cái nền độc lập. Và thì đấy là một cái chủ đề rất là hay. Thế tuy nhiên nhưng mà bây giờ thì cái vụ Hồ Duy Hải thì mình chưa làm xong để bảo vệ cái nền chuyên chính của pháp luật. Thế cho nên là nên chăng chúng ta sẽ cũng phải dành một cái thời lượng anh ạ, để chúng ta quan tâm đến những cái việc ấy, cũng như là cái thời lượng một chút để chúng ta quan tâm đến tình hình thời sự đang nóng bỏng. Nếu như là Covid mà ta diệt được thì là đấy là một cái thắng lợi của toàn dân, toàn quân, toàn chính quyền, là đảng, vân vân, cùng làm vào. Thì nếu mà chúng ta cũng có những cái phân ra thế nào trong cái thời buổi hiện tại mà anh, dạ vâng, thì anh sẽ phân ra thời lượng, nó có thể là cái chủ đề nó không thiên hẳn về thơ nhiều quá, mà cũng không thiên về cái loại nhiều quá, mà sẽ có 4-5 cái chủ đề mà thời sự nó nóng bỏng. Vâng. Có cái tầm xa, tầm sâu, có cái thì gần ngay đây, đúng không? Dạ cái vâng. Cái gần ngay đây là chúng ta đang đi vào cái vụ án Hồ Duy Hải, để mà mọi người cũng đang mong mỏi, và cũng là có một cái phần nhỏ bé vào cùng với lại các đồng chí. Tuyệt vời anh Khiêm. Đấy, thế thì tôi muốn là như thế. Tôi đang ngồi viết để tôi viết tiếp bài như hôm qua đã viết rồi. Tôi nói là ví dụ thế, hồi nãy là ngoại phạm thì có mặt tại hiện trường. Thế hôm nay thì tôi đang là viết ra bài để cho anh nữa là cái việc mà nó khai nó ngoại phạm thì chưa được làm rõ, cho nên là theo tôi thì đấy là ngoại phạm thật, bởi vì vừa rồi thì cũng người ta đã tố cáo nữa rồi.
lần thứ hai rồi lần trước thì các anh chả làm thế nào cả. Mà không đưa vào hồ sơ thế thì chúng tôi đánh giá là các anh không làm. Nếu có làm được anh thì phải đưa hồ sơ đúng không? Anh phải đưa hồ sơ là chúng tôi đã điều tra rõ như thế này, bị can thế này thế kia đúng không ạ? Có tội hay không có tội thì người ta mới khâm phục được. Nhưng rõ ràng là trong hồ sơ không thể hiện gì thì chúng tôi thì nói thật là trao đổi với các anh thôi, là cái thiên hướng rõ ràng là chưa làm rõ được theo luật, luật quy định là phải làm rõ cái chứng cứ buộc tội và gỡ tội thì một cái lỗ hổng rất lớn dẫn đến một cái sai lầm rất lớn đấy. Thì tôi sẽ phân tích như thế, trong bài sau thì tôi sẽ phân tích những cái sai phạm của các cơ quan làm án ở Long An. Tôi lấy từ ở dưới Long An trước, bắt đầu tôi lên trên từng cấp đấy, và tôi sẽ cuối cùng là tôi sẽ tranh luận với các bài của các anh ở thẩm phán của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Anh đưa ra như thế thì chúng tôi sẽ có cái phản biện lại để thấy rằng là nó như thế nào đấy. Thì đấy là cũng là góp một tiếng nói để cho các anh đang là có trách nhiệm, các anh các chị các bác có đang là có trách nhiệm thì cũng là một cái có ý kiến của một công dân, một luật sư, và mình phân tích có tình có lý như thế để cho người ta cũng thấy rằng thì phải xem lại cho nó sớm và cụ thể đấy. Đấy là Vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Văn Khang, cũng có cái ý kiến chủ đề chính của mỗi một ly cà phê sáng. Ta nhâm nhi là một chút đắng của cà phê, nhưng cũng nhâm nhi một chút đắng của tất cả các cái câu hỏi mà của các quý vị khán thính giả thường ngày là buổi sáng có những cái đàm đạo, có những chia sẻ, có những mong muốn và có những cái khát vọng gửi gắm. Nếu như có thể thì ngoài cái chủ đề bài thơ, bài văn, rồi là một bản nhạc, rồi một cái câu hỏi của mỗi buổi sớm mai, cũng là cái động lực, cũng là cái niềm tin để cho chúng ta bước vào một ngày với đầy hứng khởi, đầy năng lượng và đầy cái niềm tin để chúng ta bước tiếp, dù còn rất là chông gai khó khăn, nhưng cũng là sự hứng khởi để chúng ta làm việc một cách nó suôn sẻ, xuôi chèo mát mái. Và có lẽ là để kết thúc chương trình, như anh Khang cũng vừa trao đổi, và để gọn lại và gút lại một cái buổi cà phê sáng hôm nay, có lẽ anh Khiêm thay mặt cho ba anh em gửi đến quý vị khán giả lời chào, và chúng ta tạm thời dừng bước và hẹn các anh mỗi một buổi sáng chủ nhật chúng ta lại có những câu chuyện và gửi đến quý vị những cái điều thú vị, thời sự, xã hội, chính trị hàng ngày. Vâng, và thế thì mời anh Khiêm ạ. Vậy là thì cũng nhân cái mùa trung thu đấy, mà cái mùa thu chết mà Covid này đấy, thì tôi cũng xin gửi gắm những cái bài thơ mà chúng ta vừa mới nghe nghe qua, thì tôi sẽ đăng nó lên trong cái phần bình luận của hay là cái clip của chúng ta sau này. Thì ngay trong những bài thơ này đấy thì đã có những cái thông điệp về cái vụ án giết người có tổ chức ở Long An Dạ chứ vâng. không phải Hồ Duy Hải nữa. Chúng ta quan tâm đến Hồ Duy Hải, nhưng mà thực ra bây giờ là cả bà mẹ cô ta, à bà mẹ anh ta đấy, cũng như là luật sư Phong, luật sư nhà báo Nguyễn Đức đấy, là cũng đang là muốn kéo dài vụ án cơ mà Dạ vâng, đúng rồi ạ. cho nên vụ án này phải kéo dài thôi. Thế còn vì sao đây, chúng ta vừa mới nghe mấy bài thơ đó rồi, bài thơ Thế Sự đó, tức là đấu đá nội bộ, thế rồi là nội nội xâm ngoại phản, thế rồi là ra Covid đang hoành hành, thế rồi là tứ trụ thì vẫn là đang chưa thực sự có cái gọi là quyết đoán hay ý chỉ đạo như thế nào đấy về giải quyết vụ án. Nhưng mà tôi tin đấy là vụ 7 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng như là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp và nhất là anh Vương Đình Huệ, thì tôi tin tưởng chính nghĩa sẽ chiến thắng, vụ án sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng. Đầu tiên là cái vụ án mà tố cáo cái cơ quan điều tra Long An này,
là vu khống bắt người trái pháp luật. Sau đó là những cái vụ án, chuỗi vụ án tiếp theo đó là xét xử cái tội danh là cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án và cố tình đấy là kéo dài vụ án để gây bức xúc xã hội, gây bất ổn xã hội, gây mất trật tự xã hội, dẫn đến bạo loạn, biểu tình, rồi đàn áp, chấn áp, rồi ngoại bang nó can thiệp. Và lúc bây giờ cái vận mạng dân tộc của chúng ta đấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Và chính vì nó nguy hiểm như vậy cho nên là chúng ta phải thận trọng. Và tôi tin là tứ trụ cũng đang thận trọng, cũng đang tìm cách để mà tháo gỡ phòng pháp lý này. Và xin chào bà con. Và tôi cũng là... Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh và xin tạm biệt hai anh. Hẹn các anh lại mỗi buổi sáng chủ nhật có rất là nhiều chủ đề không hẹn trước nhưng nó sẽ là thú vị và là gây nên